Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Legion ở Elysium. Đây là một cái dự án chia sẻ pool là khoảng 200.000 đô la token LOE. Chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng Crew 3. Và nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của admin để tham gia nhé. Các bạn theo dõi đi cao này. Và đây thì mọi người ấn vào Accept Invite. Mọi người đăng ký cho mình một tài khoản ở trên Crew 3 nhé, nếu các bạn chưa có. Còn các bạn có rồi thì các bạn ấn vào Accept đăng ký thôi. Vào đây thì chúng ta sẽ có một số những nhiệm vụ ở bên dưới này. Thì những cái quest này thì yêu cầu chúng ta phải làm. Leader xem là các bạn ấy đã làm được 52 quest. Trời ơi là nhanh vậy. Xem có bạn nào Việt Nam không. Bây giờ Việt Nam cũng giả danh nước ngoài ấy mà, toàn đặt tên nước ngoài thôi. Rồi ok, vào đây thì chúng ta sẽ begin joiner. Rồi đít cao thì chúng ta đã rơi ở đây rồi. Chúng ta ấn vào Accept Event nhé. Vượt qua captcha. Rồi, verify. 8 cái gì đây? 8 M hay M hay gì? ME7A. Thử ra nào. 8 ME 7A. Đúng nhá mọi người nhá, đúng. Ok. Xong thì chúng ta sẽ quay lại đây ấn vào claim. Tiếp theo đây. Cái gì đây? À yes rồi, ấn yes rồi. Không ghi thêm cái gì cả. Questioning info. Visit page. À, visit page chờ chờ khoảng 10 giây. Ở đây là ở trên Medium mà, vì thế cho nên nó khóa à, cái dự. Đúng rồi, Medium là nó hay bị khóa đấy mọi người ạ. Thôi bỏ qua cái này. Các bạn cứ chờ khoảng 10 giây. Đấy. Layer 1. Ok, cái này thì dán ví à. Wallet address thì chúng ta sẽ dán ví MetaMask vào đây nha. Rồi, daily tức là hàng login hàng ngày các bạn sẽ nhận được 10 XP. Cái này thì cái phần XP này sau này thì chúng ta sẽ được đổi token gì đấy. Còn cái này không được cái gì à? À, cái này là giới thiệu bạn bè nhé, các bạn copy lấy link giới thiệu thêm bạn bè ở cái phần Invent Friend. Invent Friend thì các bạn có thể chọn ấy ở đây, nó có cái chữ Invent Friend này, này. Các bạn copy này, giới thiệu thêm bạn bè thì cái quest này chúng ta sẽ hoàn thành được nhé. Part 1, Crow. Cái này như nó trả lời câu hỏi gì đấy. Câu trả lời mình chưa chưa có lọc ra được mọi người. Trọng tâm chính của dự án chúng tôi là gì? YouTube chơi game cuộc đua tạo creating gaming thử thế nào? Đúng không? Đúng. À, sao lại mấy cái này nó không mở nhỉ? What's the name of game? Hình như là cái này. Thử thế nào? Thế là cũng được mấy cái này là phải trả lời câu hỏi đó mọi người ơi. Mà cũng chưa biết câu hỏi luôn đấy. Điền vào chỗ chấm. Laser Laser là sự kết hợp trò chơi thẻ bài giao dịch và trò chơi nhập vai hay trò chơi bàn cờ, trò chơi mô phỏng vũ trụ, game bắn súng. Trading game card and something role play. Hình như là cái này thử xem. Đấy, sai thì nó sẽ bắt sai ấy, thì nó sẽ bắt mình điền lại sau vòng 1 giờ sau nhé mọi người nhé. What is the name of this card? Toàn câu khó vậy. Các bạn nào có câu hỏi, câu trả lời các bạn ghi xuống bên dưới video đi.
để cho mọi người cùng tham gia đi, toàn câu này bó tay. Chọn câu 3 nhé. Đấy, đúng. Wow. Mục đích chính của xu hướng về suy xong trò chơi game là gì? Để tạo ra nhiều vai và tương tác cho người chơi. Chúng ta chọn câu 1 nhỉ? Ôi nhiều thế. Chắc trả lời này xong là ngắt luôn đấy. Subreddit YouTube channel thôi, cái này. Find the hidden work. Ôi rồi, khó lắm mọi người ạ. Mấy cái này chắc ngắt đó, chưa biết đâu. Rồi Telegram group ấy, mấy cái này thì được nè, mấy cái này thì được. Vào profile setting, đây không phải chỗ yêu đêm nào không. Đấy. Quét xem nào. Nhiều quét lắm mọi người ơi. Không biết cái nào mà làm luôn đấy. Đâu rồi, quên mất rồi mọi người ơi. Flow Instagram, mọi người vào Flow đi nhá. Nhiều nhiệm vụ lắm, mọi người tự vào làm nhá. Ui rồi mệt thế cơ đấy, làm mấy cái này bực mình lắm ấy. Này, Flow chết chờ thôi. Đấy, mọi người trả lời mà nói cho trả lời mà lại mà, cho nên mọi người yên tâm. Trả lời không đúng chúng ta trả lời lại nhé. Rồi thì ad sẽ để ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhé. Tại vì là cái này thì chúng ta tham gia càng nhiều càng tốt mọi người ạ. Chúng ta làm nhiều, hoàn thành nhiều, càng nhiều nhiệm vụ càng tốt. Để chúng ta có thể lọt top thì chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ nhiều token hơn. Mấy cái trên câu hỏi này thì các bạn tự tìm nhé. Cái này mình cũng chưa biết là cái game gì rồi. Phải tìm hiểu dự án đấy mọi người ạ. Nó yêu cầu chúng ta phải tìm hiểu dự án đấy. Chúng ta không tìm hiểu là chúng ta không có hoàn thành được những cái này. Không xem là được rank bao nhiêu rồi. 962. Rank làm được 630 XP. Đấy, các bạn cứ làm thêm nhé. Để cho nó được nhiều rank hơn đi. Đằng này bạn các bạn này top 100 là có mấy nghìn rồi nè. 1.800 rồi. Top 100 là 1.800 rồi mọi người, 33 quét. Bạn này giỏi nhỉ. Bạn nào đã làm cái nhiệm vụ của cái dự án này thì mọi người ấy cho mình với. Các bạn có thể bình luận các câu trả lời ở xuống bên dưới nhé. Để cho mọi người cùng tham gia, cùng biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.